Gà xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh Gà Lang Thang nha. Chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày mới thật là vui vẻ, mạnh khỏe bên gia đình. Thì hôm nay là máy đem của gà nè. Thì gà giới thiệu tí xíu nha. Đây là chị ba của gà nè, anh hai của gà, anh ba của gà và em gái của gà nha. Hello cả nhà. Hôm nay là máy đem của gà là mở một cái bàn tiệc ở nhà nhỏ nhỏ để mình đón Giáng sinh á. Thì Giáng sinh gà cũng xin chúc cô chú anh chị và các bạn thật là nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống nha. Công việc thuận lợi nha cả nhà. Với lại gà cũng muốn ăn mừng là kênh của gà bây giờ là 60.000 sub á cả nhà. Thì gà cũng xin cảm ơn cô chú anh chị đã luôn đồng hành giúp đỡ cho gà và ủng hộ cho gà trong suốt thời gian qua nha. Thì bây giờ gà mời cô chú anh chị và các bạn ăn tiệc nhỏ nhỏ cùng với gà nha. Đây là cua nè cả nhà, cua ghẹ nè. Đó, trái cây rồi nè. Cả nhà thấy hấp dẫn chưa? Từ từ em nào cũng có. Chén. Chén đâu? Thiếu cái chén hả? Sao thiếu cái chén kỳ vậy? Lấy cái dĩa này ăn nè. Cái dĩa này ăn, bỏ con cua qua đây. Bỏ con cua qua. Mời cả nhà ăn nha. Mời cả nhà uống miếng rượu nho Ninh Thuận nha cả nhà. Quê của gà là đặc sản là nho Ninh Thuận nha. Nho Ninh Thuận đó. Đây là rượu nho nha cả nhà nha. Lâu lắm rồi nha cả nhà. Lâu lắm rồi mà được ăn cua cả nhà ơi. Thật là sung sướng. Ngon quá. Đây, muỗng nè. Đủ quá. Mời cả nhà uống rượu nho nha. Vì có những ngày trong năm đặc biệt, những ngày như Giáng sinh đồ hay là Tết đồ thì anh em của gà mới ăn những cái món này nha cả nhà. Đây cả nhà, mực nè. Ai đang ăn hả? Đũa ăn rồi, nhìn cũng được. Ủa đũa đâu? Nó giỡn nha, để chạy cho kia lấy. Ăn muỗng đi. Lấy đũa, muỗng nào bị thiếu cả nhà. Mời cả nhà ăn miếng mực nha. Nhưng mà mấy anh em có gà ăn sao không được, ăn bóc cũng được cả nhà. Đây là mực ở quê hương của gà nha cả nhà nha. Thì quê gà là gần biển á, thì gà cũng nói với lại cả nhà biết là quê của mình là biển, sông, suối, núi, đồng ruộng gì có hết luôn á, đầy đủ luôn á cả nhà. Ngon quá. Ngon quá cả nhà ơi. Muốn cho mấy miếng như lèo không? Lâu lâu mới được ăn bữa cả nhà. Hôm trước á là con mình gà làm cả nhà ơi. Mình làm nhưng mà làm công việc nó nhiều quá, mình làm không có hết á. Thì bây giờ có chị ba của gà này với lại anh ba với anh hai với lại em gái á, phụ giúp cho gà làm. Nhưng mà khi nào rảnh á thì mình làm cả nhà, chứ ai cũng có cái công việc gia đình riêng á. Nuôi chó, mình nuôi chăm sóc những bé chó nó giống như mình chăm sóc cho một đứa con nít vậy cả nhà. Nhiều khi nó bệnh đồ á, mình chạy tới chạy lui cũng rất là cực. Mực à, chấm mắm, mắm gần ngon. Ngon quá cả nhà ơi. Vô. Lâu lâu mới được ba gà cho ăn mực. Vô. Vô. Ngon quá. Nếu như mà cả nhà mà có đến Ninh Thuận quê hương gà, muốn ăn nho nè hay là muốn uống rượu nho thì liên hệ với gà luôn nha. Nhà mình mẹ của gà cũng biết làm luôn cả rượu nho đó cả nhà. Mình làm ở nhà thì nó sạch sẽ hơn, an toàn hơn nữa mà nó uống ngon hơn nữa cả nhà. Ngon quá. Rượu nho này rất là ngon nha cả nhà. Cái rượu nho này là đặc sản ở quê mình luôn á cả nhà ơi. Phụ nữ uống cũng được nha cả nhà. Nồng độ cồn thấp á nên phụ nữ uống không được. Này mình uống giải trí thôi. Nghiệp nha.
có nhiều anh chị vô bình luận kênh của gà nói á là gà làm YouTube á là một năm mấy nay rồi, nhưng thực tế ra á là gà làm gần 2 năm mới cả nhà. Với lại nhiều cô chú anh chị bình luận nói gà là chủ yếu là những người trẻ thôi chứ những người lớn tuổi thì không có. Người ta nói sao kênh của gà là làm 2 năm rồi nhưng mà chỉ được có 60k sub thôi. Tại vì có những kênh khác cũng làm một năm mấy 2 năm á cả nhà. Mà gà theo cái hướng mình đi làm từ thiện á, với lại giải cứu động vật nè, rồi mình không có giết động vật đâu á, nên cái lượng người nó ít hơn là những cái kênh mà người ta phá tròn hay là giết động vật, ai đi rừng đi núi bắt những cái con động vật hoang dã ăn thịt á, thì cái lượng fan nó lại đông hơn. Thì cái giới trẻ ở Việt Nam mình á, người ta lại thích săn bắt giết mổ đồ á nè cả nhà, này kia thì người ta xem nhiều hơn. Còn mà mình không giết mổ đồ á là cái lượng xem nó, cái người đăng ký nó rất là ít luôn. Nhưng mà gà thì thích làm những cái video giúp đỡ những động vật rồi vậy á, với lại giúp đỡ những người nghèo. Thì cái đó mình kiểu như là mình thích chất lượng hơn là số lượng cả nhà. Bữa nay YouTube họ có cái luật mới của họ là họ sẽ quét hết những cái kênh mà làm về giết động vật đó cả nhà, giết mổ động vật, bắt săn bắt động vật ở trong rừng á, với lại mấy cái mà có nghi hại cho trẻ em á, mình làm về trẻ em hay là những cái không có ích cho xã hội á là YouTube họ quét, họ bỏ hết những cái kênh đó, loại trừ hết luôn á. Vô rừng mà chặt cây làm nhà là họ cũng không cho luôn á cả nhà, họ nói là phá rừng á, họ không cho làm những cái video như vậy luôn á. Họ đang tìm cách để chi quét những cái kênh mà làm về mấy cái mà săn bắt á, đặc biệt là săn bắt nha cả nhà, săn bắt giết mổ động vật hoang dã rồi á. No hả? Ngồi nhìn vậy. Ngồi cả nhà nha. Ngồi như em tư đó. Ngồi ăn đi thương ngon không vậy? Mong cả nhà cua được yêu thương anh em mình cũng như yêu thương mấy bé đồng hành cùng gà với lại đội tú hộ chó mèo. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Mực đây nè. Cũng nhân cái dịp này cùng đội cứu hộ chó mèo cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả cô chú anh chị và các bạn đã yêu thương. Đã yêu thương đội cũng như yêu thương mấy bé là đồng hành thời gian qua. Cảm ơn rất là nhiều. Chúc cô chú anh chị và các bạn có một Giáng sinh thật là ấm áp bên gia đình mình, thật là hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống. Mời cả nhà nha. Ông táo một cái tiền ngang bom. Bự. Ăn mấy mực mà no luôn. Cả nhà thấy táo phần vàng đã không cả nhà? Cái này cho nấy uống đu luôn á. Táo Ninh Thuận. Táo Ninh Thuận. Cái này chị mua bao nhiêu ký? 20.000 ký. Trái này trái đấy là to không cả nhà ơi? Táo bay hương gà luôn á. Ngọt hả? Rất là nhiều gà. Ăn nguyên trái luôn, đã. Wow. Mời cả nhà. Wow. Yeah. Đưa cho ba nè. Đã. Cắt ngược bài chứ không cắt gì. Con này cua đực thịt nhiều hơn.
cái gặp nhiều hơn. Lúc trước hai gà hay đi lặn biển á, bắt cua về, bắt kẹ về ăn, bắt ốc đồ á. Mà bây giờ mùa lạnh quá, vô mùa đông á cả nhà, lạnh quá không dám bơi, bởi vì biển lạnh lắm. Nhiều khi lạnh quá đột quỵ chết dưới biển không ai biết luôn á. No hả? Sáng trễ quá. Ăn mấy miếng no. No quá cả nhà ơi. Hồi nãy giờ là mình ăn được 3 con cả nhà. 3 con như vậy nè. Mực ở đây rất là ngọt luôn nha cả nhà. Bây giờ gà mời cả nhà ăn ăn con ghẹ nha. Gạch không ha. Điều ăn ghẹ không quen. Đó giờ mình đâu có ăn con này đâu. Ít ăn lắm. Ngồi. Được. Ăn đi. Nè. Ăn nổ không? Chị ba ăn đi. Mời cả nhà nha cả nhà. Mời mọi người. Gà làm chăm sóc cho mấy bé chó không có thời gian mà ăn luôn á cả nhà. Nhiều lúc ăn cơm trưa 1-2 giờ, nhiều khi quên ăn cơm trưa luôn. Wow, mà công nhận ngồi đây đau chân ở nhà đá không à. Ngồi đau chân thiệt á. Quên ăn cơm trưa luôn ở nhà. Buổi tối mình ăn cơm tối mình mới nhớ là buổi trưa mình chưa có ăn. Wow, nó tính. Con này nhiều nước, nhiều gạch. Nhiều lúc không có thời gian ăn mà ăn cá mà làm biếng bỏ xương. Biếng ăn cá cả nhà. Ngon, béo. Béo. Này chấm muối tiêu nữa. Muối tiêu ăn nó đã. Xương không? Cả nhà có giờ quê gà thì ăn đồ biển cũng có luôn nha cả nhà nha. Đồ biển là nhà gà từ đây xuống cái chỗ mà cảng á, cảng người ta bán hải sản ở nhà, nó tầm khoảng có 3 cây số thôi cả nhà, nó gần lắm, chạy xe máy chút xíu à, 10 phút là tới à. Ngon quá cả nhà ơi. Thịt không cả nhà? Thịt không à? Con cua, con ghẹ đây ăn cái càng to đá nè. Béo rồi. Bị tươi. Đúng không? Gạch quá chị, gạch luôn. Cái chân đó ăn mới đã đỏ. Cái này có thịt đây nè, không có ngon. Gạch nó rất là đỏ. Gạch đỏ mà. Ghẹ wow. Gì ta? Ghẹ nó bơi dưới nước bơi biển. Con ghẹ đang ghẹ đó. Này con ghẹ nha cả nhà, chứ không phải là con ghẹ đâu nha. Ăn mấy con đây chắc giàu canxi lắm ha. Nó mà ăn con, nó mà ăn cái con này chắc nhỏ lớn mà ăn cái con to vậy cả nhà. Đó mình khổ quá, mình đi bắt có những con to nhưng mà đâu dám ăn đâu, toàn là đem đi bán không à, toàn ăn mấy con nhỏ nhỏ mà, mấy con to không dám ăn, mấy con nhỏ bán đâu ai mua đâu. Bắt được con mừng chết luôn. Hôm nay là không có Ngọc cả nhà, em Ngọc đi đi chơi rồi. Lễ Giáng sinh là em mới về quê để chơi ra cả nhà. Về nhà ngoài thành phố á.
nên không có ở trong đây. Cái càng, cái càng mất thịt nè. Uống vậy? Này thịt không nè. Thịt nè. Đó. Giờ bữa mấy anh em của gà sẽ đi bắt ong nữa nha cả nhà nha. Bắt ong để kiếm tiền nuôi các bé chó nha. Cả nhà muốn mua mật ong rừng nguyên chất 100% từ thiên nhiên thì liên hệ với gà nha. Gà đảm bảo với cả nhà luôn nha, mua về không thích trả lại nha. Ăn cái càng của đá nè cả nhà. Mà ăn không khéo nó đâm vô tay á. Hôm bữa đi bắt ong á, cái gai táo đâm vô tay giờ quấn nhất. Một không cả nhà ơi. Cái này nó có vị mặn sẵn. Cái càng nè cả nhà coi to. To chưa? Quay, cứng gì? Cứng vậy? Đấy. Nhưng mà thịt kia thì khác, không giống mấy thịt kia khác. Con này là con ghẹ mà. À, ghẹ khác. Tùy có nhiều loại lắm. Đó. Béo quá cả nhà. Thịt quá trời luôn. Chủ yếu là trong cái càng á, càng nhiều thịt. Mặn không? Cái càng của ông Quyền cái càng bự vậy. Wow, tôi chừng quá. Cái gì xoài nè. Mình thì mình thích ăn mực thôi. Ngồi đâu đây đá đâm đầu chân quá cả nhà. Đúng rồi. Nhưng mà không có chỗ nào ngồi hết trơn á. Đúng rồi, lâu lâu mới ăn. Tại vì chỗ nhà gà mình có cái không gian là mình làm cho chỗ mấy chó nó ở hết rồi. Trong tương lai chắc không có chỗ mình ở luôn, quá cho chó ở hết luôn. Năm này Noel là ở quê mình là đỡ hơn năm trước nha cả nhà. Đỡ lạnh hơn năm trước. Mấy năm trước là lạnh ghê lắm. Năm này cũng lạnh nhưng mà đỡ hơn. Chó thì nhiều lắm nhưng mà lạnh là ít. Ít hơn mấy năm trước. Bữa nào mà đỡ gió cả nhà. Đỡ gió mà nắng lên á thì anh em mình sẽ đi trải nghiệm xuống biển lặn sò bắt ốc rồi cho cả nhà xem nha. No rồi. Sáng qua ăn tô mì tôm xong cả nhà ơi, giờ ăn no luôn. Mời cả nhà tráng miệng nha cả nhà. Ăn mực cũng ngon nữa. Bây giờ cái kênh YouTube của gà không biết sao nữa cả nhà ơi. Thì gà là chủ kênh luôn á, nhưng mà không có xem được những cái bình luận mà cả nhà bình luận bên dưới luôn á. Nhưng mà mình lấy một cái tài khoản khác á, mình coi có thể coi được trên điện thoại là coi nhìn thấy những cái bình luận của cả nhà bình luận vô á. Nhưng mà mình là chủ kênh nhưng mà mình cũng không có coi được. Với lại trên tab cộng đồng á là mình cũng không có đăng được luôn cả nhà. Mình không có thả tim như thế nào được á, nhưng mà mình coi được những cái bình luận của cả nhà luôn. Thì cái kênh của gà không biết bị sao nữa. Gà mới gửi email lên để mình khiếu nại ở trên YouTube á, coi thử như thế nào nha. Thì có nhiều cô chú nói thì sao gà không trả lời bình luận á. Tại vì mình là chủ kênh nhưng mà mình không có coi được. Không có nhìn thấy luôn, không nhìn thấy những bình luận của cả nhà luôn. Thì gà lấy một cái điện thoại khác á để mình coi thì mình coi được. Nhưng mà mình chủ kênh thì không có coi được nha cả nhà. Thì cả nhà hãy thông cảm với gà nha.
với lại anh hai với lại anh ba của gà là có cái kênh đội cứu hộ chó mèo á nha. Có quay video cho cả nhà xem thì cả nhà hãy dành một chút thời gian quý báu đăng ký kênh ủng hộ cho anh hai với lại anh ba của gà có động lực để phụ giúp cho gà nha, cứu những bé chó nha cả nhà. Rồi gà cũng không biết nói gì hơn thì xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn thật là nhiều nha. Chúc cho cô chú anh chị và các bạn trong cái mùa Giáng sinh thật là an lành. Gà tạm dừng video tại đây nha. Bye bye cả nhà, hẹn cả nhà những tập video tiếp theo nha. Bye bye cả nhà nha. Bye.